Xin kính chào quý bà con cô bác anh chị đã đến với kênh Nhà Đất Đắk Song nhé. Hôm nay em lại đi quay một mảnh đất tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhé các bác. Mảnh đất mình thì có diện tích là 1 hectare các bác ạ. Trên đất của mình thì có một căn nhà cấp 4 nho nhỏ. Mảnh đất của mình thì cách trung tâm chợ và trường học nằm tầm hơn 3 cây số nhé các bác. Cách quốc lộ 14A nằm tầm 5 cây số các bác ạ. Trên đất của mình thì có hơn 1.000 cây tiêu và 800 cây cà phê bác chủ nhà mới trồng được một năm nhé. Mảnh đất này thì bác chủ nhà cũng ra cái giá là 800 triệu các bác ạ. 800 triệu có thương lượng nhẹ. Mảnh đất này thì nói chung là điện nước thì đầy đủ nhé các bác. Mảnh rẫy của mình là bám theo cái mặt đường nhựa như này, nó nằm tầm 40 mét các bác ạ. Từ cái cây muồng cao đó chạy thẳng lên trên đỉnh nha các bác. Chạy thẳng lên trên đỉnh thì trên nó le rộng ra nha các bác. Bên này á thì theo từ cái cây hoa dâm bụt kia nha các bác, cũng chạy thẳng lên cây sầu riêng đó và cái hàng bờ đó nha các bác, bờ đó và lên trên nó cũng nở rộng ra nha các bác. Nói chung là ở dưới này thì nó nhỏ nhưng mà lên trên là nó rộng ra nha các bác đó. Nó cũng khá là đẹp các bác ạ. Còn mảnh đất của mình thì có một cái ao như thế này, ao là tới chung hai nhà nhé. Mùa khô mà nước đang còn mênh mông luôn đó các bác ạ. Đấy. Ao thì khá là rộng. Nói chung là phục vụ cho cây trồng của mình thì khá là thoải mái nhé. Con đường theo tay em chỉ đây là đi ra ngoài quốc lộ 14A nằm tầm 5 cây số nhé các bác. 5 cây số là ra đường quốc lộ 14A. Còn theo tay em chỉ bên này á là đi vào chợ và trường học nhé các bác. Chợ và trường học thì nó cũng khá là gần. Còn xung quanh đây là nhà hàng xóm nhé các bác. Đấy, bên đó là nhà hàng xóm nhé. Đường điện, đường dây thì nói chung là đầy đủ hết nhé các bác. Đấy, trên đất của mình thì có một căn nhà như thế này. Căn nhà cấp 4. Ngày xưa thì bác chủ nhà ở đây. Nhưng mà bây giờ bác chủ nhà không ở đây nữa. Cho nên là mình chỉ là nhà rẫy ở để che nắng, che mưa thôi. Nhưng bác nào mà về bác, em quay lại này. Mình nãy cái máy của em nó bị trục trặc cho nên em phải quay lại đoạn này nhé. Đây nha các bác, đây căn nhà của mình. Nói chung là bác nào mà một gia đình 3-4 người vẫn mình dọn dẹp lại là mình vẫn ở thoải mái nhé. Giếng ăn thì có đây luôn nhé các bác. Giếng ăn thì có sẵn nhé. Bên này là cái nhà kho bác chủ nhà bỏ đồ, bỏ bồn nước. Còn con đường này là con đường giữa rẫy của mình, bác chủ nhà phân ra để mình vận chuyển phân do lên rẫy và vận chuyển những cái tiêu ở trên đồi của mình xuống đây nhé. Ống áng thì bác chủ nhà đã kéo sẵn lên đây để tưới nhé. Đấy, tiêu ở đây nó cũng khá là đẹp các bác ạ. Khá là đẹp. Cà thì được một năm đây các bác này. Đấy. Bác chủ nhà cũng đang dọn dẹp sạch sẽ nhé các bác. Đấy, trên này nó theo từ cái hàng mít đó nhé các bác. Từ hàng mít nó chạy thẳng lên trên đỉnh. Và bên này thì nó qua từ cái bờ kia. Từ cái bờ bác chủ nhà đó, đã dọn có bờ ranh giới rõ ràng nhé. Chạy thẳng lên trên đỉnh nhé các bác. Và nó rộng ra nhé. Bác nào mà quan tâm cái mảnh đất này thì cứ alo cho em. Còn mà bác nào mà yêu quý em thì cho em xin một like và một đăng ký kênh nhé. Để em có động lực đi quay những cái mảnh đất phù hợp gửi đến cho quý bà con, cô bác, anh chị cùng tham khảo nhé. Còn bác nào quan tâm thì cứ alo cho em dẫn đến tận vườn để cho mình cùng tham khảo kỹ hơn. Đó, và bác nào muốn xem bìa đỏ photo thì cứ alo cho em. Em sẽ nhờ chủ nhà gửi cho em. Và em sẽ gửi. Đấy, bác nào mà quan tâm thì cứ gọi cho em theo số điện thoại em để ở góc màn hình nhé. Cái máy của em bữa nay nó quay nó cứ hơi tí là nó bị ngắt cái dung lượng cho nên là em cứ phải ngắt khúc phân đoạn đó. Đấy, em quay bao quát cho các bác cùng xem từ trên. Mảnh đất của mình thì có diện tích là 1 hectare nhé các bác. 1 hectare. Trên đất của mình là có hơn 1.000 cây tiêu như này, hơn 1.000 cây tiêu như này và 800 cây cà nhé các bác. Có một căn nhà và ao điện nước đầy đủ nhé. Giá 800 triệu nhé các bác. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác những video tiếp theo ạ.